Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên, từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận trên 1.460 trường hợp mắc cúm, hơn 580 trường hợp mắc tiêu chảy, 69 trường hợp mắc COVID-19 và một số bệnh nhân mắc tay chân miệng, quai bị, thủy đậu. Đặc biệt, do thời tiết năm nay ấm hơn mọi năm, nên dịch sốt xuất huyết tại Hưng Yên cũng xuất hiện sớm, đến nay đã phát hiện 5 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Mặc dù các trường hợp nhiễm bệnh đều được phát hiện, tư vấn và điều trị kịp thời, không có bệnh nhân nặng, không có ca tử vong. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo từ nay đến khoảng giữa tháng 4, thời tiết ra mùa ấm, nồm ẩm, ít ánh nắng, nên nhiệt độ có sự chênh lệch lớn giữa ngày và đêm sẽ khiến sức đề kháng của con người, nhất là trẻ em, người cao tuổi và người có nhiều bệnh nền giảm sút, gây nguy cơ gia tăng và lây lan mạnh một số bệnh truyền nhiễm như sởi, cúm A, cúm B, tay chân miệng. Khuyên người dân cái nhất là phải vệ sinh nơi mình sống thoáng, ấm về mùa đông, mát về mùa hè, sạch sẽ. Thứ hai là phải rửa tay trước khi ăn, đặc biệt là sau khi đi vệ sinh. Thứ ba là ăn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Phải ăn chín uống sôi, không ăn tái, không ăn tiết canh. Nếu như nộp lợn thì ăn tiết canh. Khi mắc bệnh thì tuyệt đối không tự ý dùng thuốc, không tự ý mách bảo, mà phải đến bác sĩ khám để cho thuốc đúng, đủ và hạn chế tai biến cũng như đều khỏi bệnh, và tránh để cắt đứt nguồn lây để không lây cộng đồng.